Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2, truyện ma Liễu Thi, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh, tập số 2. Liễu Thi thấy cậu Khả vẫn không đáp lời, cô sợ cậu đi mất thì vội níu lấy tay áo của cậu, một lần nữa gọi: Cậu Nam à. Gọi tên cậu xong, không biết nước mắt từ đâu tuôn ra, ướt đẫm cả gò má của cô. Trông thấy cậu như thế này, cô quá đỗi hạnh phúc, dù là trong mơ thôi cũng mãn nguyện rồi. Chàng trai thấy có một cô gái lạ đột nhiên bám lấy mình, còn nhìn mình cho dàn dụa nước mắt thì thấy tội. Tuy nửa khuôn mặt của cô gái này bị hủy, nhưng vẻ linh động trong đôi mắt không cách nào che lấp được. Cậu không vội vã hất tay cô ra, mà chỉ khẽ nói: Cô nhận lầm người rồi. Tôi tên là Nguyễn Liêu, không phải tên Nam. Bây giờ Liễu Thi mới tỉnh táo lại được một chút, cố kiềm nén nỗi xúc động đang trào dâng trong lòng, nheo mắt lại nhìn Nguyễn Liêu thật kỹ. Khuôn mặt này rõ ràng là cậu mà. Thật sự trên đời này có người giống người đến như vậy hay sao? Nhưng chỉ tiếc là người đứng trước mặt là người bằng da bằng thịt, mà cậu là quỷ mà, không thể nào là cậu được. Cô thật sự nhầm người rồi. Liễu Thi vội buông tay Nguyễn Liêu ra, áy náy nói: Xin lỗi, tôi vô lễ rồi. Nguyễn Liêu đưa cho Liễu Thi một cái khăn tay. Cô lau nước mắt đi đã, đem lút hết mặt rồi kìa. Chợt Nguyễn Liêu cảm nhận được gì đó, bấm bấm đốt ngón tay rồi nói: Tôi còn có việc đi trước, khăn tay cô cứ cầm đi, nếu có duyên gặp lại thì trả. Liễu Thi chưa kịp đáp lời thì người đàn ông đã nhanh chóng chạy đi xa. Cô cầm chiếc khăn tay mà Nguyễn Liêu để lại, thơ thẩn về đến phủ cứ như người mất hồn. Đêm đã khuya, người trong phủ đã đi ngủ hết rồi. Liễu Thi về phòng mình, lấy từ trong hòm ra một lá bùa. Bùa này gọi là bùa Lạc Hà, mà cô mới luyện được gần đây. Gọi là bùa Lạc Hà bởi bùa này chỉ dành riêng cho nữ luyện. Khi vẽ bùa Lạc Hà thì chỉ có hai dòng chú: Lạc chú như sông, mềm mại không dính vào nhau, tạo thành hình khuôn mặt của thiếu phụ. Hà chú ở bên dưới là hình hoa văn thiên căn. Để vẽ được một lá bùa Lạc Hà, Liễu Thi phải tốn rất nhiều tâm sức. Cô không đem bán cho Lưu chủ tiệm mà để lại, khi nào có dịp quan trọng sẽ dùng. Sau đó cô lấy ra một cái bọc có chứa bột máu chó mực. Bột này giống như tên gọi của nó. Liễu Thi rưới máu chó mực lên đất đỏ rồi đem phơi sau. Sau đó lại dùng cối xay để nghiền. Nó có công dụng trừ tà như máu chó mực. Cô làm như thế này để những lúc có việc gấp cần dùng đến thì sẽ dễ dàng hơn. Liễu Thi cầm chúng đến phòng của Liễu Nhan thì thấy bà cả đang tựa vào thành giường, tay nắm chặt chiếc khăn đặt trên trán Liễu Nhan không buông. Cô cho bà cả ngửi một ít hương an thần, sau đó dìu bà nằm sang một bên. Xong xuôi, cô lấy ra một cái chén nhỏ, bỏ vào ít bột máu chó mực, sau đó dùng nước đã hòa tan bột. Chỉ một lát sau, dung dịch trong bát đã đổi thành màu đỏ tươi như máu. Liễu Thi cầm lấy bàn tay của Liễu Nhan, khẽ buộc chỉ đỏ vào cổ tay cô ấy, rồi thả đầu chỉ còn lại vào chén canh máu chó mực. Cô vừa giữ chặt tay Liễu Nhan vừa kẻ lẩm bẩm: Trời cao có đức hiếu sinh, mau trả lại dương thọ cho chị ta. Mỗi lần Liễu Thi đọc một câu là máu trong chén vơi đi một ít. Cô đọc tới lần thứ 9 thì máu trong chén cạn sạch đi, chỉ còn lại chút cặn máu mà thôi. Và sắc mặt của Liễu Nhan đã hồng hào trở lại, làn da cũng không còn tái xanh nữa. Liễu Thi trông thấy mà vui mừng. Cô định đặt bàn tay của Liễu Nhan vào trong chăn thì Liễu Nhan dường như mơ thấy ác mộng nào đó, cào lấy tay của Liễu Thi mà hét quýnh lình: Đừng, tôi mới là con gái của mẹ, là vị hôn thê của cậu Vũ, đừng cướp của tôi. Liễu Thi nghĩ bụng, chắc chị ấy đã bị lão thầy bối kia dọa cho không ít, cho nên mới hoảng sợ nói năng lung tung như vậy. Cô khẽ an ủi: Nè, đừng sợ, em đã lấy lại dương thọ từ lão thầy bối cho chị rồi. Lần sau
chỉ nhớ đừng đi xem bói toán gì nữa đó. Tự dọa người dọa mình thôi. Xong việc, các người Liễu Thi đã mệt lử. Cô vẫn cẩn thận lấy mền đắp cho bà cả, rồi mới quay về phòng mình. Liễu Thi đặt lưng xuống giường thì thấy cả người nặng trĩu đi. Chỉ mong có vòng ngực chắc chắn của cậu để tựa vào mà thôi. Chiếc khăn tay mà người đàn ông kia đưa cho cô để riêng vào một cái hộp, cất vào hộc tủ cẩn thận, định nếu có dịp gặp lại thì sẽ trả cho anh ta. Cũng may việc của Liễu Nhan xong xuôi, cho nên cô yên tâm ngủ được rồi. Tuy nói là yên tâm ngủ, nhưng kể từ ngày cậu mất, Liễu Thi chưa đêm nào được ngon giấc. Cô cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của cậu với toàn thân đầy máu me nằm ở dưới đất, khiến cho cô ngồi bật dậy trong cơn kinh hãi. Lại nghĩ đến chàng trai cô gặp lúc nãy, thật giống cậu quá. Nhưng cô biết rõ đó không phải là cậu. Cậu sẽ không nhìn cô với ánh mắt xa lạ như vậy, càng không thể từ quỷ biến thành người bằng da bằng thịt được. Điều này đi ngược lại với quy tắc của thiên địa. Liễu Thi đã xem vô số sách vở ghi chép lại, chưa từng thấy trường hợp này xảy ra bao giờ. Hôm sau, cô dậy sớm tới thăm Liễu Nhan. Liễu Nhan đã tỉnh lại, khuôn mặt lại tươi tắn, xinh đẹp như mọi ngày, khiến cho trên dưới phủ họ Liễu ai nấy cũng vui mừng. Con gắm nịnh nọt: "Đều là đại tiểu thư lương thiện, phúc đức nên thần linh phù hộ. Mới qua một đêm đã khỏe lại, mà chẳng cần thuốc thang gì." Liễu Nhan nghe nó nói vậy thì cười vui vẻ: "Em nói gì vậy? Đều là nhờ mẹ không uổng đêm hôm sương gió vất vả chăm chỉ đó. Rồi nhờ mọi người trong phủ lo lắng nữa." "Dạ, cả đêm qua em cầu nguyện Phật tổ phù hộ độ trì cho tiểu thư mãi đó. Chắc hẳn người nghe được tiếng lòng của em rồi." "Dạ, em cũng vậy nữa." Liễu Thi nghe thì chỉ cười. Cô tiến lại gần giường Liễu Nhan rồi hỏi thăm: "Chị thấy trong người như thế nào rồi?" Liễu Nhan trông thấy Liễu Thi thì khuôn mặt xinh đẹp hơi nhíu lại một chút, xong vẫn đáp: "Cảm ơn em, chị đã khỏe lại bình thường rồi." Con gắm trông thấy Liễu Thi thì không vừa mắt. Nó nghĩ mọi việc đều do cô gây ra. Nếu như hôm qua Liễu Thi can ngăn đại tiểu thư của nó, không để cho cô ấy đi xem bối, thì đã chẳng có cớ sự này. Dù sao thì nhị tiểu thư cũng chỉ là con vợ lẽ, gọi sang một chút thì kêu tiểu thư. Chứ nếu tính ra con vợ lẽ cũng ngang với tụi người hầu chúng nó mà thôi. Huống chi tụi nó còn lại là người hầu thân cận bên cạnh đại tiểu thư, nên tự cho mình cao hơn Liễu Thi nửa cái đầu. Nhìn Liễu Thi bằng nửa con mắt nói: "Còn tới đây giả bộ sao? Hôm qua lúc đại tiểu thư nằm ốm vật giường, nhị tiểu thư là người về phòng mình sớm nhất chứ ai?" Liễu Nhan nói đỡ cho Liễu Thi, nhưng giọng nói không che được sự thất vọng, thở dài: "Chắc hôm qua mấy cũng mệt. Con gắm mà còn nói bậy thì đừng trách chị đó." "Đại tiểu thư còn binh cô ta sao? Chẳng xứng tẹo nào hết." Liễu Thi cũng không cãi lại, chỉ yên lặng đứng ở một góc mà thôi. Trông cô như vậy cũng có chút cô đơn, lại tách biệt với mọi người. "Tới thăm con bé thì ngồi xuống đi, đứng đó làm gì?" Bà cả đã có lệnh, Liễu Thi liền ngồi xuống. Hôm qua cứu Liễu Nhan đã tiêu hao không ít khí lực của cô, đến tận hôm nay vẫn chưa phục hồi được, lại còn phải dậy sớm tới đây. Vì thế mà Liễu Thi thấy mệt mỏi vô cùng, ngay cả đứng cũng khó khăn. Bà cả thấy sắc mặt cô không tốt thì hiếm hoi quan tâm cô một lần: "Tới thầy thuốc sắc thuốc bổ đi, nhà họ Liễu không bạc đãi cô." Bà cả tuy lời nói lạnh lùng, nhưng Liễu Thi có thể cảm nhận được chút ấm áp từ đó. Cô cười tươi: "Dạ, con biết rồi thưa mẹ cả." Liễu Thi ngồi thêm được một lát thì bà cả nói: "Các người lui ra hết đi, ta có chuyện muốn nói riêng với con bé." Chờ cho Liễu Thi và đám người hầu đi hết, chỉ còn lại mình Liễu Nhan với bà cả. Liễu Nhan ôm lấy cánh tay của mẹ làm nũng nói: "Mẹ, mẹ có chuyện riêng gì muốn nói với con gái ạ?" Bà cả nghiêm mặt lại: "Ta hỏi con, ai là người dẫn đi xem bói, là con hay nó?"
Liễu Nhan nghe vậy thì hơi chột dạ, nhưng nhớ tới con gấm đã nói, đổ lỗi hết lên người Liễu Thi rồi. Liễu Thi cũng không khai ra cô là người dẫn đi xem bối. Vì vậy Liễu Nhan giả bộ bình tĩnh đáp: À, sao con nghe con gấm đã nói với cha mẹ rồi, là em gái đã dẫn con đi. Bà cả nghe vậy thì nhíu mày, lạnh giọng dạy dỗ: Lần này con làm mẹ thật thất vọng đó. Từ bé mẹ đã dạy con ra sao? Có gan làm thì phải có gan chịu tội, không được đổ lỗi cho người khác. Tạm thời con ở trong nhan viện 7 ngày, đóng cửa hối lỗi đi, ai đến cũng không được gặp. Đêm qua Liễu Thi tới phòng Liễu Nhan, những việc cô làm bà đều chứng kiến tất cả. Bà vốn dòng dõi thầy pháp, tuy từ bé bà không theo nghiệp làm thầy, nhưng cha và anh thương con gái đã cho bà cả thử qua không ít thuốc độc mê hương trên đời. Vì vậy cơ thể của bà gần như bất độc xâm phạm, chút mê hương của Liễu Thi thì có nhầm nhò gì. Vì vậy mà bà cả thấy được sự hy sinh âm thầm của Liễu Thi, thấy tính của cô có phần giống mình, nói ít làm nhiều. So với đám người hầu trong nhà thì nịnh nọt, bà cả lại càng thích cá tính này hơn. Con ở đây dưỡng bệnh đi, cần gì thì kêu con gắm tới nói với mẹ. Liễu Nhan nhìn bóng lưng bà cả rời đi mà trong lòng dâng lên một niềm bất an mãnh liệt. Cô nhớ lại lời của lão thầy bối đã nói: Chim tu hú, để nhờ ổ chim chích. Thứ gì thuộc về cô, nhất định sẽ là của cô. Còn thứ gì không thuộc về, thì phải biết cách cướp lấy. Rõ chưa? Tu hú sinh ra đã mạnh hơn, to hơn và thủ đoạn hơn. Dù là chim chích còn sống, thì cũng không phải là đối thủ. Có câu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Cô hiểu ý ta chứ? Cộng thêm cơn ác mộng đêm qua, đối với Liễu Nhan là sự giày vò lớn nhất trong 19 năm qua. Cô nắm chặt bàn tay, chặt tới nỗi ngón tay xuyên thủng cả tấm mệnh, cắn răng tự nhủ: Không thể mất tất cả như vậy được. Liễu Thi, tại sao con không ở mãi cái nơi xứ mụ nữa đi? Giờ đây gây chuyện cho ta làm gì? Liễu Thi về tới phòng, vừa ăn sáng vừa nằm nghỉ được một lát thì Thi Hoa vào bẩm báo: Bẩm nhị tiểu thư, có cậu Vũ tới thăm. Liễu Thi vốn không muốn tiếp, mà Lý Nguyên Vũ lì lợm không chịu về, cứ đứng ở trước cửa phòng của cô. Hai người đi qua đi lại, nói ra nói vào. Liễu Thi bất đắc dĩ, đành phải cho mời anh ta vào để nói chuyện. Tôi nói nè, dù sao chúng ta cũng có quen biết từ trước mà, em sao cứ tránh mặt tôi hoài vậy? Dù sao chị gái cũng sắp gả cho cậu, tôi là em gái, chúng ta thân thiết quá thì không có ổn đâu. Lý Nguyên Vũ nghe vậy thì cau mày: Có kẻ nào trước mặt em nói linh tinh gì sao? Lý Nguyên Vũ muốn tới thăm bệnh Liễu Nhan trước, nhưng Liễu Nhan đã bị bà cả cấm túc, vì vậy tới gặp Liễu Thi nói chuyện. Lại thấy Liễu Thi cứ lảng tránh mình, không tự nhiên như hồi ở phủ Hồ Hồ, thì trong lòng không hiểu sao thấy bực bội. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Thôi được rồi, cậu nói chuyện này nữa. Dạo này em luyện pháp tới đâu rồi? Liễu Thi nhớ ra chuyện quan trọng, đột nhiên nghiêm túc hỏi: Cậu có biết nhiều về họ Nguyễn hay không? Lý Nguyên Vũ vuốt cằm: Họ Nguyễn sao? Đây chẳng phải là bên ngoại của em Nhan sao? Nhưng mà có một bí mật này rất hiếm người biết được đó. Không biết đã xảy ra xích mích gì mà bà cả Nguyễn Chiêu Pháp cùng với họ Nguyễn đã nhiều năm không qua lại rồi. Mà họ Nguyễn thì lại ở ẩn, ít giao du với bên ngoài, vì vậy rất hiếm người gặp được họ đó. Liễu Thi nghe thì giật mình, nhớ lại Liễu Nhan từng nói là viết thư gửi ông ngoại và cậu của mình để nhờ họ chữa dung nhan cho cô. Xem ra đó chỉ là một câu làm quà mà thôi, cô vẫn dễ tin người quá rồi. Hình như cứ 5 năm một lần là họ sẽ tổ chức chiêu mộ đệ tử ngoại môn thì phải.
Tôi nhớ không lầm thì lần chiêu mộ đệ tử kế tiếp là vào cuối thu năm nay đó. Nguyễn tộc nằm trên núi U Minh, cách biệt với thế giới bên ngoài. Em muốn lên đó bái sư sao? Liễu Thị không thể nói với Lý Nguyên Vũ là mình tới đó mượn đèn bảo đăng của họ. Vì vậy cô chỉ đành gạt anh ta. À đúng rồi, nhà họ Liễu tôi không ở được lâu, đành tìm đường lui cho mình. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết. Sau này có việc gì cần nhờ cứ tới tìm tôi. Trong khả năng của mình tôi sẽ giúp hết sức mà. Không cần phải khách sáo gì đâu, em vẫn thông minh khôn khéo như vậy đó. Nè, anh không chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới sao? Sao anh rảnh rỗi tới đây nói chuyện với tôi vậy? Nói thật với em, từ bé tới giờ tôi đều coi em Nhan như em gái của mình vậy. Cưới em ấy là làm theo lời của cha mẹ, chứ tình cảm trai gái thì... Thôi đừng có nói vậy, chị Nhan nghe được sẽ buồn đó. Nói tới chủ đề này, Lý Nguyên Vũ muốn lảng tránh, đứng dậy cáo từ. Thôi, tôi có việc, tôi đi trước. Em có việc gì thì cứ đến tìm tôi. Sau khi nghe Lý Nguyên Vũ nói vậy, Liễu Thị nhớ ra từng có người của Nguyễn tộc hỏi về tung tích của mình ở chỗ lưu chủ tiệm. Vì vậy cô nhờ ông ta, nếu họ có đến tiệm thì hãy xin cho cô một tờ thư tiến cử, để sau này cô có thể thuận tiện vào núi U Minh. Thời gian còn lại Liễu Thị rất chăm chỉ luyện pháp. Ở chỗ Nguyễn tộc có rất nhiều người giỏi, cô muốn mượn được đèn bảo đăng, bảo vật của họ thì cần phải trao đổi với họ một cái giá tương xứng. Liễu Thi cũng không muốn nợ nần người khác thứ gì. Giữa tháng 6 có tổ chức lễ hội thưởng trăng, các tiểu thư quý tộc trong kinh thành đến tham dự. Liễu Thi đã cố gắng từ chối, nhưng Liễu Nhan vẫn kéo cô đi cho bằng được, nói là muốn giới thiệu em gái mình với các công tử, tiểu thư nhà quyền quý. Hội thưởng trăng được tổ chức trên một cái thuyền lớn làm bằng gỗ xà cừ vào đêm trầm tháng 6. Điều đặc biệt là chiếc thuyền đó được chia làm hai tầng. Tầng trên dành cho quý tộc, các công tử tiểu thư nhà quan, còn tầng dưới sẽ dành cho người dân tới xem. Hai tầng phân chia thứ bậc xã hội rất rõ ràng. Liễu Thi nghe nói vậy thì đã chẳng muốn đi. Với cô, con người ai cũng bình đẳng cả. Phân biệt giai cấp như thế này khiến cho cô thấy khó chịu lắm. Từ vậy đã tới bến thuyền, cô không thể vô duyên vô cớ bỏ về được. Vì vậy chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn cho xong đêm nay. Thuyền được trang hoàng vô cùng lộng lẫy xa hoa, còn treo cả những chùm lồng đèn rực rỡ. Từ xa, con thuyền sáng chói cả một góc hồ. Liễu Thi từ từ bước lên thuyền. Hôm nay trời gió nhẹ, từng cơn sóng nhẹ dập dình đung đưa thuyền, khiến cho người ta cảm thấy thư thái, như một bản nhạc riêng mà tạo hóa dành tặng cho con người. Oh, đây là em gái của chị Nhan sao? Một tiểu thư áo xanh mở lời hỏi Liễu Thi. Cô còn chưa kịp đáp thì một tiểu thư áo vàng đã nói chen vào. Nể mặt thì nó là em gái, chứ cô ta là con vợ lẽ đó. Ta nghe đồn mẹ cô ta còn là kẻ xen vào giữa quan thượng thư và mẹ của chị Nhan cơ. À ra vậy, đúng là mẹ tạo nghiệp thì con phải chịu tội mà. Xem dung nhan cô ta kìa, có quỷ cũng không thèm nhìn, chứ nói chi là người. Giữa phượng hoàng chân chính và gà rừng, đúng thật là luôn có khoảng cách mà. Liễu Nhan nghe thấy mấy người đó bàn tán một lúc mới đứng ra nói vài câu để bảo vệ Liễu Thi. Nè các cô đừng nói như vậy, trong lòng ta vẫn coi Liễu Thi như em gái ruột của mình. Liễu Thi chẳng quan tâm Liễu Nhan hay đám tiểu thư này bàn tán, cô chỉ cười cho qua chuyện mà thôi. Đám tiểu thư thấy Liễu Thi im lặng thì càng tức giận, tìm cớ bắt bẻ cô. Mà ta nói nè, hội thưởng trăng này á chỉ dành cho những tài nữ kinh thành thôi đó. Ai mà dốt đặt cán mai, một chữ bẻ đôi không biết thì tự giác xuống tầng dưới đi. Cho một cô giả vờ hỏi Liễu Thi. Nè, ta nghe nói cô mới được quan thượng thư đón về phủ gần đây thôi đúng không? Trước đó ở xứ mù, cô có được dạy chữ, học lễ nghĩa chứ? Cô của ta là hoàng hậu đương triều, có khi thương hại cô ngu ngơ, ta xin cô của ta ban cho một thầy đồ tới dạy chữ cho cô cũng không biết chừng đó. Lý Nguyên Vũ nãy giờ
bị đám quý công tử về lấy hỏi chuyện đám cưới hỏi, khó khăn lắm mới thoát ra được. Thấy Liễu Thi bị làm nhục thì tức giận khoác lên: "Nè, mấy cô người nào cũng xinh đẹp, có học lễ học nghĩa, sao có thể nói ra mấy lời chanh chua như mấy mụ ngoài chợ vậy?" Tiểu thư Trần Thị vừa rồi thấy Lý Nguyên Vũ dám la mình thì đỏ mặt nói: "Cô của ta trong cung làm hoàng hậu, chú ta trong triều làm điện tiền chỉ huy sứ. Mẹ của ngươi chỉ là cháu gái hoàng thượng mà dám sỉ nhục ta sao?" Liễu Nhàn không muốn Lý Nguyên Vũ tranh cãi với người khác, vội níu lấy cánh tay anh ta mà ra hiệu. Liễu Thị biết ý, lắc đầu cười: "Ta xuống tầng dưới là được." Liễu Thị cũng vui lòng xuống tầng bên dưới. Với cô thì tầng nào cũng như nhau cả, chút lễ nghi với cô càng không quan trọng. Hơn nữa, ở cùng với đám tiểu thư này, cô không thấy thoải mái chút nào. Quả nhiên bên dưới không khí dễ chịu hơn hẳn, không câu nệ quy củ như những công tử tiểu thư quý tộc. Người dân bên dưới chỉ đơn giản tới đây xem hội, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Liễu Thi tìm một cái bàn trống gần mạn thuyền để ngồi thưởng trà. Những lời nói của đám người kia không ảnh hưởng tới tâm trạng của cô chút nào. Cô không tự ti mình là con vợ lẽ, cũng không xấu hổ vì dung nhan bị hủy của mình. Cậu cả trân trọng cô như vậy, sao cô có thể tự coi rẻ chính mình được? Tính cô lạ thật đó. Liễu Thi giật mình quay người lại thì thấy người đàn ông mà cô nhận nhầm thành cậu cả lần trước đang bước về phía mình. Sau đó anh ta tùy tiện ngồi xuống cái ghế mặt đối diện với cô. Lúc này cô mới để ý kỹ thì mới nhận ra, tuy có cùng một khuôn mặt nhưng giọng người đàn ông này có khí sắc hơn, còn giọng của cậu thì có phần lạnh lẽo hơn. "Anh có dễ thích nhìn lén người khác hả?" "Tôi còn đang nghi ngờ lần trước cô thấy tôi tuấn tú cho nên giả bộ nhận lầm người để làm quen đó chứ." Liễu Thi nghe vậy thì tức xanh mặt, nhưng biết mình đuối lý, cô chỉ đành giảng hòa với anh ta: "Chuyện lần trước cho tôi xin lỗi lần nữa. Ấy mà tôi chết, tôi quên đem theo găng tay của anh rồi. Lần trước anh đi gấp quá, lại tại không ngờ hôm nay lại có dịp gặp anh ở đây đó." Nói xong cô cầm lấy ấm trà, trót ra một cái chén nhỏ rồi nâng lên: "Tôi thì hôm nay dâng trà tạ lỗi cho anh trước vậy." "Coi như cô biết điều." Nguyễn Liêu nhận lấy chén trà đưa lên miệng uống, mỉm cười hài lòng nói. Liễu Thi thấy người này tướng mạo phi phàm, vì vậy không kìm được tò mò: "Lần trước tôi thấy anh bóng quẻ đổi vong, anh là người trong giới huyền pháp sao?" "Tôi thấy cô cầm sợi chỉ đỏ có chứa dương thọ. Cô còn trẻ mà thành tựu được như thế, lại biết ẩn nhẫn chờ thời, không tệ lắm đâu." Hai người trò chuyện thì càng thấy hợp. Đã hết ấm trà mà chuyện vẫn còn chưa kể hết. Liễu Thi cảm nhận được ở Nguyễn Liêu có thứ gì đó rất quen thuộc. Cô ôm chút hy vọng nhỏ nhoi hỏi: "Hơi riêng tư một chút, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?" "Cứ như là cô đang điều tra gốc tích lai lịch của tôi vậy." "Thôi được rồi, để tôi nói cho cô nghe. Năm nay tôi 26 tuổi, tuổi cô chắc tầm 18 đôi mươi hả?" Liễu Thi nghe xong thì giật mình, chén trà trong tay bị sự trung chảy của cô mà sóng sánh. Vô tình nước trà vương vãi vài giọt ra bàn. Nếu tính tuổi thật của cậu cả thì năm nay cũng 26 tuổi. Thật sự trên đời có sự trùng hợp kỳ diệu đến như thế hay sao? "Chẳng hay quê quán của anh đâu, ở đâu vậy?" Thấy giọng nói của Liễu Thi đột nhiên trở nên kích động, Nguyễn Liêu thấy khá ngạc nhiên. Anh ta mơ hồ cảm nhận được chuyện này có liên quan tới người mà khiến cho cô ấy nhận nhầm anh là anh ta. Liễu Thi thấy Nguyễn Liêu không đáp thì nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng nói mang vài phần cầu xin: "Xin anh hãy nói cho tôi biết đi, chuyện này đối với tôi vô cùng quan trọng đó." Nguyễn Liêu bình tĩnh nâng chén trà, uống một ngụm rồi mới đáp: "Có lẽ phải làm cô thất vọng rồi. Từ bé tôi sống ẩn dật trên núi, gần đây mới cùng người nhà của mình xuống núi đi ngao du sơn thủy nước Nam ta." Cả người Liễu Thi thoáng trung nhẹ một cái.
khó khăn lắm cô mới kiềm chế để không bật khóc trước mặt người đàn ông xa lạ. Cô cố mỉm cười. Cảm ơn anh đã trả lời, tôi đã rõ rồi. Sau đó bầu không khí giữa Liễu Thi và Nguyễn Liêu gượng gạo vô cùng. Hai người chẳng ai nói câu gì mà chỉ giả vờ ngồi nhìn ra hồ ngắm cảnh. Lúc này Tuyền đã đi tới gần đến gò đất giữa hồ. Tương truyền rằng ở giữa gò đất có dựng lên một ngôi miếu của vị thần sông tọa lạc tại nơi đây. Vì vậy dân chúng xung quanh, người thì quỳ xuống khấn vái, người thì chắp tay cầu nguyện cái gì đó. Liễu Thi cũng đứng dậy, cúi đầu để tỏ lòng thành kính với thần sông nơi đây. Cùng lúc đó, đám con cháu quý tộc ở tầng trên thì thái độ ngược lại. Chủ thuyền đang hết lời cầu xin bọn họ. Bẩm Trần tiểu thư, gò đất đầy cây cối phủ tùm như thế kia, có miếu của một vị thần sông rất thiêng. Thuyền bé đi ngang qua đều đậu lại, sai người xuống thắp hương dâng lễ vật cho thần sông rồi mới đi tiếp. Đã từng có người bất kính với thần sông, bị ngài ấy dâng sông làm chìm thuyền rồi đó. Xin người hãy nghe tôi đi. Hôm nay có ta ở đây để xem thần thánh nào dám cản thuyền của ta. Ông ta mà dám hỗn hào, ta mượn bảo đao của chú ta, sai người chém một nhát nát cái miếu của ông ta bây giờ đó. Chủ thuyền nghe thấy những lời bất kính của Trần tiểu thư mà choáng kinh, suýt chút nữa thì ngã ngửa người ra đằng sau. Ông ta vội ngó đầu ra nhìn bờm đầu kia xem có hiện tượng gì lạ hay không. Cũng may không có gì bất thường. Tiểu thư đừng nói vậy phải tội. Dù sao chúng ta cũng đang đi trên thủy vận của ngài ấy, có thợ có thiên à. Trần tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư. Chủ thuyền nói vậy thì càng kích thích sự hiếu thắng của cô ta. Cô ta vất ống tay áo ra lệnh. Không cần nhiều lời, ta bảo đi tiếp là đi tiếp. Ông còn không mau kêu người đem lên đây ít trà cho chúng ta đối thơ. Chậm trễ việc của ta, ta tru di tam tộc nhà bây giờ. Đã đến nước này, chủ thuyền chỉ đành bất lực với Trần tiểu thư. Quay ra nhìn các công tử tiểu thư khác thì mặt ai nấy đều ngẩng cao, kiêu ngạo vô cùng. Có vẻ như đối với họ, quỷ thần không đáng sợ gì. Chú thuyền chỉ có thể thầm than trong lòng. Đúng là đám con nít lòng cánh chưa đủ, chỉ dỗi cậy quyền cha mẹ là dỗi thôi. Tuy trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng ngoài mặt chủ thuyền cũng chỉ có thể cười tươi, tuân theo lệnh của họ. Trần tiểu thư vẫn thản nhiên uống trà thưởng trăng, mà không hay biết dưới mạn thuyền có một bóng đen đang dần dần chìm xuống dưới nước. Thuyền lớn đi sắp qua cái gò đất mà vẫn chưa thấy chuyện gì lạ. Trần tiểu thư lại càng kiêu căng hơn, chỉ tay thẳng mặt chủ thuyền mà nói: Ông thấy chưa, dù là thần sông mà gặp ta cũng phải nể mặt mà thôi. Chủ thuyền nãy giờ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong lòng thầm mắng Trần tiểu thư này không biết trời cao đất dày là cái gì. Nói như vậy chẳng khác nào chọc giận thần sông hay sao. Trần tiểu thư thấy ông ta không đáp lời mình thì đập bàn tức giận. Thật to gan, ông dám coi thường lời nói của ta. Lời của ta chưa nói xong thì một công tử đứng gần đó đột nhiên chảy máu mũi rồi lăn đùng xuống đất. Trước khi chết còn trống lên một tiếng đau đớn, tay không ngừng chỉ về cái gò đất kia. Nè bỏ lên, là công tử nhà Minh Bộ Thị Lan, mau tới xem mình ta đi. Chú thuyền sau khi đưa tay lên mũi công tử kia rồi quỳ xuống nói: Quý công tử đã tắt thở rồi. Mọi người trên thuyền đều bị dọa cho sợ, duy chỉ có Trần tiểu thư vì sĩ diện mà vẫn cứng giọng nói: Chắc chỉ là trùng hợp thôi, cứ đi tiếp cho ta. Thuyền vừa đi thêm được một đoạn ngắn thì có vị tiểu thư khác lăn đùng ra chết, biểu hiện y hệt vị công tử kia. Khi chết tay và mặt đều chỉ và quay về cái gò đất giữa hồ. Giờ mà sai người lên tế lễ thì không ổn. Theo tôi nghĩ thì nên đích thân Trần tiểu thư đi lên đi. Cái gì? Ông muốn dồn ta vào chỗ chết sao? Đám quý tộc ở đây thấy mọi chuyện không ổn, vì mạng sống của mình nên cũng chẳng kiên nể gì Trần tiểu thư nữa. Mỗi người một câu ép cô ta. Nè, đều là cô bất kính với thần sông trước, giờ cô đi tạ lỗi với thần sông chứ ai nữa.
Hay là cô muốn chúng ta cùng chết hả? Lần đầu tiên có nhiều người như vậy chống lại mình, Trần Tiểu Thư lắp bắp: Ta không có ý đó. Không biết Trần Tiểu Thư lấy đâu ra dũng khí, cắn răng nói: Ta đi cũng được thôi, nhưng mà mấy mươi người các ngươi đều phải đi cùng ta. Nếu không thì hôm nay chúng ta cùng chết, chứ ta quyết không đi một mình đâu. Nói xong, dưới sự dẫn dắt của chủ thuyền, dù không tình nguyện, nhưng đám tiểu thư công tử vẫn phải đi xuống tầng 1 để lên gò đất tế bái, tạ lỗi với thần sông. Liễu Thi ở tầng bên dưới đã biết bên trên đang có biến, thấy một đám công tử tiểu thư kéo xuống thì lấy làm lạ. Mà Trần Tiểu Thư thấy Liễu Thi đang ung dung ngồi thưởng trà thì thấy gai mắt, chỉ tay nói: Cô kia, cô đi cùng chúng ta. Khi nãy Liễu Thi thấy thuyền đi qua gò đất mà không dừng lại dâng lễ thì đã thấy lạ rồi. Thì ra là đám quý tộc này cầm đầu, chí tội cho những người dân trên thuyền chịu tội oan. Để cho chắc, cô cũng định đi cùng bọn họ. Cô dám không đáp lời ta sao? Thấy Liễu Thi chỉ đi theo mà không đáp lời, thì Trần Tiểu Thư định vung cho Liễu Thi một cái bạt tai. Cũng may cô tay chân nhanh nhẹn, né tránh sang một bên, rồi nheo mắt nói: Chẳng phải cô chê tôi thân phận thấp kém, hiểu biết nông cạn sao? Sao tôi dám bắt chuyện với Trần Tiểu Thư đây? Ngộ nhỡ làm bẩn thân phận cao quý của cô thì sao? Liễu Thi còn cố nhấn mạnh bốn chữ thân phận cao quý như muốn mỉa mai cô ta. Trần Tiểu Thư tức xanh mặt, nhưng không cách nào phản bác được lời nói của cô, chỉ có thể hậm hực bước nhanh, tránh càng xa cô càng tốt. Chủ thuyền sai người chuẩn bị sẵn một tấm ván gỗ chắc chắn để cho đám người bọn họ lên gò đất kia. Nói là gò đất, nhưng giống như một cái hòn đảo nhỏ hơn. Bên trên phủ đầy cây xanh cổ thụ, có thể thấy gò đất này đã có niên đại lâu đời biết chừng nào. Vừa bước chân xuống gò đất thì cả bọn đều nhất trí để Liễu Thi đi lên trước, nhỡ có gì nguy hiểm thì cô cũng là người chết trước. Lý Nguyên Vũ muốn đi lên cùng với Liễu Thi thì bị Liễu Nhan kéo lấy cánh tay, thúc thích nói: Cậu đừng bỏ em sợ. Lý Nguyên Vũ nghe vậy thì cũng không yên tâm để Liễu Nhan đi một mình. Hơn nữa Liễu Thi rất giỏi, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Vì vậy đi bên cạnh Liễu Thi chỉ có Nguyễn Liêu. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Liêu tới kinh thành, cho nên đám quý tộc này không biết mặt anh ta. Lại thấy anh ta đi cùng Liễu Thi, nghĩ rằng hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thì đều xem thường ra mặt. Càng đi sâu vào trong thì cây cối bên trong càng xanh mướt. Lúc đầu trên đỉnh đầu bọn họ còn thấy ánh trăng đêm rằm sáng vằng vặc, chỉ một lát đã không thấy ông trăng đâu, mà thay vào đó là một lớp sương mù lạnh lạnh. Hay là chúng ta quay lại thuyền đi, ta linh cảm không tốt như thế nào đó. Có một tiểu thư sợ hãi nói, từ bé tới giờ cô ta chưa từng trải qua chuyện như thế này, vì thế rất là kinh sợ. Trong lòng thầm nghĩ, biết thế không nên đến đây. Chú thuyền nghe vậy thì khuyên nhủ: Ta đã nhiều lần lên đây thắp hương rồi, mọi người đừng sợ, đi gần vào nhau tránh lạc là được. Phía trước có một cái miếu nhỏ, Trần Tiểu Thư chỉ cần bày lễ hoa quả rồi thắp hương xin thần sông tha tội là được. Trần Tiểu Thư lúc này cũng không dám mạnh miệng nữa, im re nghe theo lời của chủ thuyền. Liễu Thi đi đầu đoàn, trên tay cầm một ngọn đuốc. Cứ đi được vài bước, cô lại lén trải vôi bột xuống, coi như đánh dấu đường về nếu chẳng may có chuyện gì bất trắc. Chợt Trần Tiểu Thư nhìn thấy có những đôi mắt đỏ ngầu thấp thoáng sau những tán cây rậm rạp. Chúng lúc ẩn lúc hiện, sợ hãi mà hét lên: Ma! Có ma! Là tiếng khỉ ăn đêm thôi. Loài khỉ mắt đỏ chỉ có trên gò đất này. Nghe nói chúng được thần sông giao cho nhiệm vụ trông coi miếu thờ của ngài. Chỉ cần chúng ta không bất kính với thần sông, chúng sẽ không làm hại đâu. Chủ thuyền vội lên tiếng giải thích. Trong lòng thầm kêu không biết năm nay mình đã gặp hạn gì mà vớ phải cái đám quý tộc kiêu ngạo nhưng lại nhát cái này. Nếu sớm nghe lời ông ta, sai người lên đây thắp hương, có phải yên chuyện rồi hay không?
Bây giờ thì hay rồi, nhất định đã làm thần song Phật ý, chắc chắn ngài ấy không dễ dàng bỏ qua đâu. Chị Nhan, chị có cầm theo nước hay không? Đi được một quãng thì vị tiểu thư váy xanh họ Trịnh thấy khát nước, nhớ rằng khi nãy Liễu Nhan có mang theo nước thì liền hỏi. Liễu Thi đi đằng trước nghe thấy, lập tức niệm chú, kẻ nói thầm trong đầu: kìa phàm chúng tôi ngu muội, xin thần song thứ cho. Nếu vừa rồi cô không niệm chú, rất có khả năng Liễu Nhan sẽ bị thứ gì đó không sạch sẽ quấn lấy. Bởi ở những nơi linh thiêng như rừng xanh, đất vắng, rất kiên kỵ gọi tên nhau. Chú Thuyền là người khá hiểu những luật ngầm này, vội nhắc nhở: vị tiểu thư này, không được gọi tên người khác đâu, sẽ bị người ta nhớ tên mà bắt mất đó. Vị tiểu thư kia im bặt lại, ngay cả nước cũng không dám uống nữa. Chú Thuyền còn chưa kịp thở phào thì lại tới lượt Trần tiểu thư gây chuyện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trần tiểu thư thử đếm số người trong đoàn, vội kéo tay chủ thuyền, chung rẩy hỏi: Sao lại là 13 người? Rõ ràng chúng ta chỉ có 12 người thôi mà. Chủ thuyền thật muốn tát cho Trần tiểu thư một cái bạt tai. Sao lại ngu ngốc như thế chứ? Cô ta không biết khi đến những nơi linh thiêng như thế này, thứ nhất là nói ít, cứ im lặng mà đi, thấy gì cũng không được nói, chờ sau khi ra khỏi nơi này mới từ từ kể lại sau. Thứ hai là tuyệt đối không được đếm thành số người trong đoàn, vì khi đã đếm chắc chắn sẽ thấy thừa. Cô không muốn chết thì đừng nói gì thêm nữa. Chú thuyền chịu hết nổi Trần tiểu thư, lạnh giọng đe dọa. Trải qua một số chuyện kinh dị như vậy, phần nào làm vơi bớt đi sự kiêu ngạo của đám người quý tộc. Họ đành ngoan ngoãn nghe theo lời chủ thuyền. Quả nhiên, lời ông ta nói không sai. Đi được một lát thì tới một cái bãi đất trống. Ở giữa là một ngôi miếu hoang. Xung quanh được bao phủ bởi một lớp rêu xanh, khiến cho nó càng trở nên thần bí. Bên cạnh ngôi miếu là một cây đa sừng sững mọc lên trơ trọi giữa bãi đất trống, không có lấy một cây cỏ nào mọc gần đó. Trần tiểu thư sai người hầu bên cạnh bày hoa quả trước miếu của thần song, sau đó thắp ba nén hương, vừa vái vừa khấn: vừa rồi ta có lỡ miệng nói lời bất kính, xin thần song tha tội. Chút hoa quả này tỏ tấm lòng thành với ngài, mong ngài nhận cho. Nói xong, Trần tiểu thư cẩn thận cắm ba nén hương vào trong lư. Hương vừa cắm xong thì trên tấm bia gỗ treo trước cửa miếu chợt hiện lên một dòng chữ bằng máu: thần bất thần hề, linh bất linh, như hà miếu mạo tại giang tân. Nghĩa là thần chẳng thần, linh ứng không linh, bên sông miếu mạo để thờ ai. Đây là một câu đối nho. Liễu Thi vừa đọc câu này liền hiểu ý của thần song, là muốn trách bọn họ sất láo, không kiên nể gì thần linh cả. Thần song muốn thử chúng ta chăng? Chắc là vậy rồi. Đây là một câu đối mà, đối lại được thì ngài sẽ tha thứ đó. Liễu Nhan vừa thấy câu đối, muốn chứng tỏ mình với Lý Nguyên Vũ và đám người quý tộc ở đây, lập tức đi lên đọc một câu đối lại với thần song. Liễu Nhan vừa dứt lời thì một trong ba nén hương mà Trần tiểu thư vừa thắp cháy trụi ra thành tro ngay trước mặt tất cả những người ở đây. Lập tức có người nói: thần song không hài lòng với câu đối của Nhan tiểu thư rồi. Đám người đều nhìn Liễu Nhan với ánh mắt trách móc, ngộ nhỡ nói sai khiến cho thần song phật ý, phạt bọn họ thì sao. Mà Liễu Nhan cũng ngại cháy mặt luôn, chỉ hận lúc nãy mình quá nóng lòng thể hiện. Cô ta thầm oán trách Liễu Thi, điều tại nó ở đây cho nên cô ta mới sốt ruột như vậy, làm hỏng đủ thứ chuyện hết. Để ta đối thử. Người đứng ra nói là con trai trưởng của Lê Học Sĩ, tài cao học thức uyên bác, nổi danh kinh thành đã lâu. Thấy anh ta đã có đáp án thì mọi người ở đây đều tin tưởng, hết lòng cổ vũ. Một tiểu thư thỏ thẻ nói: cô Lê, thử đi. Vị công tử họ Lê tự tin
tiến tới gần ngôi miếu, đọc to một câu đối. Chỉ tiếc là anh ta vừa nói xong thì nén nhang ở giữa cũng lùi tàn đi y hệt như lúc nãy, khiến cho đám người không khỏi thất vọng. Chủ thuyền hoảng sợ nói: Thần sông chỉ cho chúng ta 3 lần để chuộc lỗi thôi. Một nén hương còn lại đang cháy, tức là chỉ còn 1 lần đối duy nhất mà thôi đó. Ngay cả cậu Ly, người giỏi nhất ở đây cũng không đối được rồi, thì bọn họ còn hy vọng gì đây? Cả bọn liền rối rít: Trời ơi, làm sao bây giờ? Đều tại cô cả, tự dưng chọc giận thần sông là cái gì? Trần Tiểu Thư uất ức cãi lại: Nè, các người làm như mình vô tội vậy, giỏi thì sao lúc đó các người không can ngăn ta lại đi? Và chỉ còn lại cơ hội cuối cùng, không ai dám đứng ra đối tiếp, mà nén hương thì càng lúc càng ngắn đi, cho thấy bọn họ không còn nhiều thời gian nữa rồi. Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên: Dương nghiệp tích nhật cho hiềm tiểu, hà tích thiên kiểu bách vàng cân. Nghĩa là nghiệp dương ngày trước còn chơi nhỏ, tiền giấy này sau lại vật nại. Ý Liễu Thi đang nhắc nhở kéo thần xong, đã là thần rồi, cớ sao còn nhỏ nhen để ý mà nhắc đến thứ lễ vật tầm thường. Khẩu khí trong câu đối thơ của Liễu Thi rất cứng rắn, không vì sợ thần quyền mà kiên nể, nhưng cũng không kém phần khéo léo, mềm mại. Ám chỉ là đã có vật thờ thì thần sông hãy nhận lấy cho. Đám người kia nghe Liễu Thi đọc xong thì muốn nín thở. Trong thâm tâm bọn họ đều nghĩ cô chỉ là con nhỏ dưới quê lên, một chữ bẻ đôi cũng không biết, làm sao có thể đối được với thần sông chứ. Có tiểu thư còn lên tiếng trách móc: Trời ơi, sao cô dám tự tiện. Nhưng cô ta chưa nói hết câu thì trông thấy nén nhang còn lại không những không tắt, mà tấm gỗ bên cạnh đã hiện lên câu đối của Liễu Thi. Đọc một lượt thì lại thấy bộ đôi câu đối thật là cân xứng với nhau. Thần sông tha tội cho chúng ta rồi. Trên đường trở ra, sương mù đã tự động tan hết. Trên đỉnh đầu đã có ánh trăng sáng tỏ soi đường cho bọn họ. Đám người ai nấy đều phấn khởi. Có vị tiểu thư còn thân thiết nắm lấy tài liệu thì nói: Mai nhờ cô cứu chúng tôi. Mà cô khiêm tốn thật đó, quả nhiên đã là con gái thượng thư thì không tầm thường rồi. Ừ, phải đó, lúc nãy chúng tôi đã khinh thường cô, cô đừng để bụng. Nhà Liễu thượng thư thật có phước đó. Con gái lớn thì là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, con gái thứ thì là đệ nhất tài nữ. Cái danh này thật xứng với cô. Đám người chúng tôi ở đây không ai bằng được. Ngay cả công tử họ Lê cũng đứng ra nói: Cô đối hay lắm, chuyện này ta sẽ đem bẩm cha, không thể để một nhân tài như cô bị mai một được. Phút chốc nhiều người vây quanh như vậy khiến cho Liễu Thi thấy không quen. Khi nãy thời gian cấp bách, cô chỉ muốn cứu mọi người mà thôi, không ngờ lại gây ra chuyện ồn ào như vậy. Nè, cô làm tôi thấy ngạc nhiên, hết chuyện này tới chuyện khác đó. Nguyễn Liêu cũng cười nói, không tiếc dành lời khen cho Liễu Thi. Cô chỉ khiêm tốn đáp: Cảm ơn anh. À phải rồi, tôi sẽ lại kinh thành mấy tháng, đã nước là cái, cô dẫn tôi đi tham quan được không? Sao, anh nói lên kinh thành cùng người thân mà. À, ý cô là Nguyễn Phụng sao? Ơi, mới lên kinh nhiều lần rồi, lần nào tới kinh thành á là nó đi nghe tuồng gánh hát gì đó, có ngó ngàng gì tới tôi đâu. Tôi biết đó, đó là gánh hát của ông chủ họ Lưu, khi nào có dịp tôi dẫn tới đó xem luôn. Liễu Nhan nhìn Liễu Thi được người người vây quanh thì cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng Liễu Thi đang cướp giận mọi thứ của mình thì tức đỏ mắt. Nhìn sang Lý Nguyên Vũ đang đứng bên cạnh mình, nhưng mắt thì hướng về phía Liễu Thi, thì càng cảm thấy nguy cơ ngày một nhiều. Cậu Vũ à, đưa em hồi phủ có được không? Lý Nguyên Vũ lơ đãng gật đầu. Không hiểu sao thấy Liễu Thi thân thiết với người đàn ông kia khiến cho anh ta thấy khó chịu. Đã vậy người đàn ông này còn nhìn rất giống người chồng đã chết của Liễu Thi. Chuyện của nhà họ Hồ, Lý Nguyên Vũ đã nghe quan tâm phẩm kể hết tất cả. Anh ta còn cảm thấy vui thay cho Liễu Thi, bởi người quỷ khác biệt, khó chung đường được. Hồ Nam chết rồi,
đối với Liễu Thi lại là một sự giải thoát. Quay sang thấy Liễu Nhan không vui, cho là cô còn buồn vì câu đối sai lúc nãy. Anh ta an ủi: "Em đừng có buồn, em cũng chỉ muốn giúp mọi người thôi mà." Liễu Nhan ôm lấy cánh tay của Lý Nguyên Vũ: "Sao em có thể buồn chứ? Phải vui mới phải. Em thi có tài như vậy, sao lần này sẽ có nhiều người tới phủ nhà em cầu hôn em ấy đó? Mà không biết người đang đi bên cạnh em ấy là ai cậu ha? Từ khi về phủ tới nay không thấy mấy thân thiết với người con trai nào. Có khi sau lần ngắm trăng này em ấy sẽ tìm được người thương cũng nên." "Nè, chắc không phải đâu. Em gái của em dù sao cũng là khuê nữ. Em nói ra như vậy, lỡ người ngoài nghe thấy làm hỏng thanh danh của em ấy thì sao?" Liễu Nhan bàn tay bấu chặt lấy tà váy, cố bình tĩnh nói: "Là em suy nghĩ không thấu đáo rồi." Trải qua buổi ngắm trăng lần này, danh tiếng của Liễu Thi có thể nói là lên như diều gặp gió. Các vị công tử tiểu thư được Liễu Thi cứu mạng, ai nấy đều đi khắp nơi ca ngợi cô. Ngay cả Liễu Thượng Thư lên triều cũng được thơm lây, khiến cho mấy phải nhìn Liễu Thi bằng một con mắt rất khác xưa. Bây giờ thì nhắc tới phủ Thượng Thư, người ta không chỉ ca ngợi đại tiểu thư Liễu Nhan xinh đẹp, mà còn khen cả nhị tiểu thư giỏi thi văn nữa. Vì vậy dù dung nhan của Liễu Thi bị hủy, nhưng đã có vài công tử trong kinh cho bà mối tới Liễu gia cầu thân với cô. Mà bà nội thì vẫn muốn cô có một tấm chồng để nương tựa sau này, làm cho cô cứ phải tìm cách từ chối mãi. Liễu Thi cũng không thân thiết với Liễu Nhan như trước nữa. Từ ngày xem bói ở chỗ lão thầy kia, thái độ của Liễu Nhan đối với cô khác hẳn đi. Liễu Thi biết lần ngắm trăng vừa rồi chị gái muốn dẫn cô theo, mục đích chỉ để làm nhục cô mà thôi. Còn bên phía lão thầy bối, quan thượng thư đã sai quân lính đến dọn sạch địa bàn của ông ta. Chỉ tiếc khi tới nơi thì ông ta đã chạy thoát rồi. Nhờ vào sự đề cử của công tử họ Lê kia, Liễu Thi được nhận vào viện học sĩ. Việc này đối với một tiểu thư con vợ lẽ của quan như cô có thể nói là một vinh dự vô cùng lớn. Viện học sĩ vốn là nơi chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp quý tộc theo học. Nó còn là nơi các học sĩ uyên thâm, văn hay chữ tốt tụ tập lại luận bàn nhau về chính trị, thơ văn đương thời. Bà cả sai người gọi Liễu Thi tới phòng, đem cho cô ba bộ áo mới, đều là những loại vải tơ tằm tốt nhất, cho nói: "Dù sao cô cũng đại diện cho phủ chúng ta, không thể ăn mặc đơn giản như vậy được. Người ngoài nhìn vào lại nói ta bạc đãi con của vợ lẽ." Liễu Thi thấy bà cả quan tâm mình thì không hiểu sao thấy ấm áp vô cùng. Mẹ đẻ của cô, bà Mai, khi nghe tin Liễu Thi được nhận vào viện học sĩ, không những không vui mừng, còn đai nghiến chỉ chiết cấm cản cô không được tới đó học. "Con xin cảm ơn ý tốt của mẹ, nhưng có lẽ con phụ tấm lòng của mẹ rồi. Con không có chí lớn vào trong đó học, chỉ muốn yên ổn ở phủ thôi." Nghe cô nói vậy, bà cả kinh ngạc vô cùng. Gần đây Liễu Nhan có thủ thỉ bên gối bảy là em gái hay không an phận. Lần đi ngắm trăng vừa rồi còn tìm cách chơi xấu con bé, nay lại thấy Liễu Thi không có giả tâm như vậy, khiến cho bà cả không khỏi hoài nghi về độ chính xác trong lời nói của con gái mình. "Cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Đây là cơ hội tốt, đến đó học tập sẽ quen được nhiều người. Cô chỉ kém con Nhan có vài tháng thôi, tuổi cũng đã lớn rồi, nên suy nghĩ chuyện cưới gả đi là vừa." "Dạ vâng ạ, con xin phép mẹ cả con về." Bà cả thấy Liễu Thi như vậy, không hiểu sao trong lòng lại thấy thương hại cô, liền nói: "Nè, mấy bộ váy áo kia tôi sai người mai theo dáng người của cô, con Nhan cũng không dùng được, cô cầm về mà mặc đi, không tôi đem vứt đi thì lại uổng." Liễu Thi cũng không từ chối nữa, tạ ơn bà cả cho cầm áo váy ra về. Trước đêm nhập học một ngày, cô nằm chiêm bao một giấc mơ lạ. Trong mơ có một ông già tóc bạc phơ
trông rất đẹp lão, chèo thuyền về phía cô. Ông cười nói: ta là thần sông hôm trước ở hồ Kim Ngưu, thấy cô không tệ, có muốn làm việc dưới trướng của ta hay không? Liễu Thi nghe vậy thì bất ngờ. Cô còn chưa kịp trả lời thì thần sông đã nói tiếp: ngày mai đến viện học sĩ tìm ta. Nói xong, ông biến mất sau đám khói trắng. Cả đêm Liễu Thi trằn trọc phân vân, không biết có nên tới đó hay không. Sau cùng cô vẫn quyết định đi. Trước giờ học pháp, ngoài cậu chỉ bảo vài lần, còn lại đa số Liễu Thi tự mày mò sách vở, cộng thêm tuệ tính của mình để ngộ ra và làm theo. Dù cô học tương đối nhanh, nhưng không tránh khỏi sẽ có lần sai sót. Nếu có thể kết thân được với thần, nhờ ngài ấy chỉ điểm, thì đối với cô là việc tốt. Hơn nữa thần song biết đâu lại có cách hồi sinh được cậu cả. Liễu Thi tính thử, từ giờ tới cuối thu còn 4 tháng nữa. Cô tới được họ Nguyễn tộc để mượn được đèn bảo đăng, nào có dễ như thế. Vì thế cô cứ tính thêm cách khác cho chắc. Thỏ khôn đào ba hang, người khôn tính ba nước. Vì vậy cô ngồi dậy, chuẩn bị một chút đồ dùng cần thiết, sau đó mới lên giường nằm chờ trời sáng. Để tránh ồn ào không cần thiết, Liễu Thi dậy sớm tới từ đường thắp nhang cho các cụ. Tới nơi cô gặp bà nội đang cầu khấn cho cô: xin tổ tiên phù hộ cho cháu nội Liễu Thi của con bình an, mọi việc suôn sẻ, sớm tìm được tâm chồng tốt để nương nhờ. Vốn ban đầu Liễu Thi vào phủ nhà họ Liễu với tâm lý mình là người ở nhờ, đến khi tìm được đồ thì sẽ lặng lẽ rời đi. Không ngờ bà nội lại quan tâm cô thật lòng. Chờ bà khấn xong, cô mới đi ra chào bà: Nội dậy sớm vậy? Nội già rồi, có ngủ được nhiều đâu, chỉ bằng tới đây cầu phúc, xin các cụ nhà ta phù hộ cho con đó. Liễu Thi nắm lấy tay bà nói: con cảm ơn nội nhiều. Người một nhà thì không cần khách sáo như thế. Hôm qua nghe con dâu cả nói con không muốn nhập học à? Ta đã nói con nhất định sẽ đi mà. Con cháu Liễu già tà chí khí lớn lắm, đâu thể gặp chút chuyện mà nhục chí được. Con thắp vài nén nhang cho các cụ rồi đi đi kẻo muộn. Cái này là ta chuẩn bị riêng cho con đó. Bà nội lấy ra một cái túi nải, dúi vào tay Liễu Thi. Cô nhận lấy, trong lòng cảm xúc khó tả lắm. Xong việc, cô chào tạm biệt bà nội rồi lên xe ngựa. Ngày nào được nghỉ, con sẽ về phủ thăm nội. Trời còn sớm, Liễu Thi vén tấm màn lên để ánh bình minh chiếu vào xe ngựa. Hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí trong lành này. Viện học sĩ không nằm trong nội thành mà ở ngoại thành. Từ Liễu phủ tới viện học sĩ mất tầm 3 canh giờ xe ngựa. Lúc Liễu Thi tới nơi thì đã là nửa buổi sáng rồi. Ngày hôm nay cô mặc một bộ y phục học sĩ, tóc búi dài cài trăm, đôi môi được gấp thép son đỏ. Dù nhan sắc đã bị hủy đi, nhưng phong thái của cô vẫn toát lên vẻ thanh tao nhã nhặn. Bàn chân cô đi đôi hài cánh sen hồng, tà áo thước tha khiến cho bao nhiêu người phải ngoái nhìn. Bao học sĩ, giáo quan nhìn thấy Liễu Thi cũng phải dừng lại. Cô mang thêm một chiếc khăn che mặt vén mỏng, đôi mắt lá liễu chỉ nhìn thôi đã khiến cho bao người say đắm. Cô cùng dòng học sĩ đi vào trong cổng. Ở trước cổng có một cái bia: Hạ Mã. Đây là nội quy bắt buộc, tới đây phải xuống ngựa, hạ kiệu mà đi bộ vào bên trong. Ở trong viện học sĩ chỉ toàn là nam nhân, số ít là tiểu thư khuê các hoặc là cành vàng lá ngọc mới được gửi vào đây để học lễ nghĩa. Nhưng họ đa số đều không có mặc y phục học sĩ như Liễu Thi, mà diện trang phục thật lộng lẫy chau chuốt. Thấy cô lạ mặt thì người canh gác đưa tay giữ lại: xin hỏi tiểu thư đây có việc gì? Liễu Thi cầm lá thư có con dấu đỏ trên đó, nhẹ nhàng đưa cho họ.
anh xem đi. Người canh gác nhìn thấy thì mở to mắt, vội vàng dẫn đường. À, thì ra là thư mời của ngài Lê Hiệp Sĩ. Xin mời tiểu thư đi lối này. Hai người lính gác dẫn đường ở phía trước, Liễu Thi đi theo đằng sau. Nơi mà họ dẫn cô tới là một học viện nằm sâu bên trong. Ở đây được canh gác cẩn mật, ai ra vào cũng phải trình giấy tờ chứng minh được thân phận của mình. Hai người lính gác đưa Liễu Thi tới đây thì chỉ vào bên trong nói: Cô tới đằng kia đi, chỗ đó có hai người mặc giáo phục, cứ trình thư mời thì họ sẽ đưa cô vào trong. Chúng tôi chỉ dẫn được tới đây thôi. Ừ, cảm ơn anh. Cô mang theo lá thư tới gặp Trọng Minh canh giữ. Họ liếc nhìn cô cho bảo cô đứng chờ ở đây một lát, họ sẽ vào thông báo ngay. Chừng một canh trà thì họ gọi cô vào. Ngài gọi cô vào. Trước tiên xin cô cho chúng tôi kiểm tra bằng sắc nhọn. À, tôi là phận nữ, việc này không tiện cho lắm. Tiểu thư yên tâm, tôi gọi người hầu tới. Mấy cô người hầu đi ra, họ lục soát trên người Liễu Thi để kiểm tra xem có mang theo vật gì nguy hiểm hay không. Kiểm tra xong thì cô đi vào trong phòng của quan. Trọng binh được cắt cử đứng nghiêm canh giữ, gươm giáo chỉnh tề, chỉ cần có động tĩnh thì lập tức phản ứng ngay. Liễu Thi đi vào trong phòng thì trông thấy vị quan kia đang ngồi trên bàn lớn, tay cầm bút viết gì đó. Cô theo phép không ngồi mà chờ đợi vị quan kia lên tiếng. Trong lúc chờ đợi thì cô ngửi thấy được mùi máu, tuy không nồng đậm, vừa thoang thoảng thôi, nhưng đủ khiến cho cô nhận ra được. Ông ấy viết xong đưa lên tấm tắc một hồi thì mới chú ý tới người đứng ngoài kia. À, sao cô không ngồi, đứng chi cho mỗi chân vậy? Thưa quan học sĩ, tôi vẫn hiểu đạo lý chủ nhà chưa ngõ thì kẻ khách sao dám tự ý, chỉ dám đứng xem ngày múa văn thôi. Múa văn sao? Cô cũng biết ăn nói đó chứ. Ngồi xuống cái ghế kỹ hương đằng kia đi. Người hầu ở ngoài cũng vội đi vào pha trà mời Liễu Thi. Quan lớn cầm tác phẩm mới viết của mình đặt lên trên bàn, tay đưa lấy chén trà phun lên, làm cho cả tác phẩm mới lộ ra. Dưới cơn mưa trà, cả bức tranh thủy mặc cùng với dòng thơ đề trên đó chuyển mình. Liễu Thi thấy đó là một bức tranh về một con sông lớn chảy từ trên trời xuống. Cô đọc khẽ: Sông Ngân Hà chảy vượt nhân gian. Ồ, sông Ngân Hà chảy vượt nhân gian sao? Nghe cũng thấy hay đó. Chỉ thiếu là vẫn chưa tới cái độ chính tới của thơ dành cho tranh thủy mặc. Cô phải biết là trong cầm kỳ thi họa, ở trong bất kỳ nghệ thuật nào, cũng cần tới sự chiêm nghiệm, hòa quyện với tâm hồn của người làm ra. Dạ, lời quan dạy chí phải. Ông ấy sai người hầu cất tác phẩm của mình đi, ngồi xuống ghế, rồi đưa tay mời Liễu Thi hạ tọa. Ta nghe bảo cô là người trong đợt vừa rồi đối được văn thơ chữ nghĩa của thần linh, khiến cho miếu thần mất linh thiêng, quỷ thần khiếp sợ hả? À, tôi nào dám. Chỉ là may mắn hợp ý thần linh, chứ không khoa trương như lời mọi người đồn đãi đâu ạ. Còn nhỏ mà hiểu lễ nghĩa, lại khiêm tốn, giỏi. Chợt từ bên ngoài có người chạy vào nói khẽ với quan điều gì đó. Cho một lát sau, có đoàn người khiêng hơn 10 cái hồng trương gỗ đỏ đi vào. Liễu Thi nhìn ra cũng biết là chuyện gì. Quan vất tay cho người mang xuống, đánh mắt về phía Liễu Thi hỏi: Chữ cô ta đã thấy qua, vừa vặn có việc cần cô trợ giúp ta một tay đó. Liễu Thi thấy hơi bất ngờ, mới lần đầu tiên gặp đã muốn mình giúp, mà ông ấy lại là đại học sĩ, cần gì tới người như Liễu Thi chứ. Cô còn chưa đáp, ông ấy đã mang ra một cuộn thư được gói kín trong tráp. À, đây là... Hóa ra cuộn thư này là bài thi của thí sinh kỳ thi đình, là kỳ thi lớn nhất. Mà bài thi này lại có dấu ấn mật của quan chấm thi bậc tam giáp. Đáng lẽ bài thi này phải được nghiêm mật, không được tùy tiện đưa ra ngoài chứ.
Liễu Thị nhớ lại việc khi nãy thì nhận ra ý của quan lớn. Ông ta nói thẳng vào vấn đề. Cô biết vì sao ta gửi thư mời cô chứ? Là vì chữ của cô vừa khớp như in luôn, giống với chữ trong bài thi này, nên ta muốn nhờ cô tạo bút đổi thì. Đây là bài thi của con trai Tam Phẩm Tự Đồ. Ông ấy có nhờ ta. Cô chỉ cần làm xong, nhất định sẽ được vào cung với chức danh giáo thị tổng lễ học sĩ, được dạy lễ nghĩa cho cung phi, cung nữ, đời đời ấm no. Còn muốn học lên thì vẫn được. Thấy Liễu Thi không có chút động tĩnh nào, quan lớn lại nói thêm. Cô đừng sợ, ai năm nào cũng có vài tên được tiến cử vào như cô cả. Đây là con đường ngắn nhất để thăng tiến. Ta không nói, cô không hé lời, trời không biết, đất không hay, thì vinh hoa phú quý cứ thế mà hưởng thôi. Khi vị quan lớn này còn chưa nói xong, Liễu Thị đã đứng lên. Cô khẳng khái đáp. Xin thưa quan, chuyện tài đình này tôi xin không nhúng vào. Trời biết, đất biết, tôi biết, quan biết, thì hỏi ai còn không biết nữa. Hoàng thượng ở trên cao ban bổng lộc cho chúng ta, không dốc sức, ngược lại còn đưa sâu mọt đục khoét, phá hỏng hết toàn bộ nhân tài. Mà nhân tài chính là nguyên khí, là rừng cột của giang sơn. Tôi không muốn ngàn đời mang tiếng xấu, xin quan lớn lượng thứ. Cô định bước ra ngoài thì quan lớn đập bàn. Hỗn lóc! Tiếng động làm cho trọng binh ở bên ngoài ập vào trong. Họ tuốt gươm ra, chỉ chờ quan lớn hạ lệnh là xông vào chém chết Liễu Thi. Quan lớn gườm mắt nhìn cô. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Cô không làm thì nghĩ thoát khổ được đây sao? Con kiến con ruồi cũng khó mà lọt đó. Ta hỏi lại lần cuối, cô làm hay là không? Cô chỉ có hai lựa chọn: tay cầm bút lên, hoặc đầu lìa khỏi cổ. Quan lớn quay mặt, xoay lưng về phía trong, để lại không gian cho Liễu Thi suy nghĩ. Cô cũng bất ngờ, vì đây rõ ràng là viện học sĩ mà lại có việc hoang đường tới mức này. Cô cầm lấy bài thi lên, tay siết chặt lấy bút trong bàn tay mình, rồi đột ngột xé toạc chúng ra thành nhiều mảnh. Việc này khiến cho tất cả mọi người sững sờ, vì họ không hiểu tại sao cô lại to gan lớn mật dám làm như vậy. Cô quả cảm nói, trước khi chết tôi cũng không muốn cái tên ngu dốt không có bản lĩnh này được vào quan trường đâu. Trọng binh nhìn nhau, muốn xem ý quan lớn như thế nào. Đột nhiên ông ta lại bật cười, vỗ tay vào nhau giòn giả. Hay cho một phận nữ nhì, có khí phách lắm. Liễu Thị căng thẳng nhìn ông ta. Quan lớn xua tay cho trọng binh lui ra ngoài. Ông ta bước tới trước mặt Liễu Thị, ánh mắt phấn khởi nói, còn chưa hiểu, nãy giờ bốn quan đang thử cô hay sao? Đã dọa cho cô sợ rồi. Tới lúc này Liễu Thi mới hạ căng thẳng xuống. Quan lớn vừa nói vừa cười. Những người học nho có một thứ mà cần phải khắc cốt ghi tâm, đó là tuyệt đối không sợ cường quyền, không vì tư lợi mà làm hại tới giang sơn xã tắc. Nếu như khi nãy tôi đồng ý giúp ông thì sao? Vị quan vẫn bình thản, uống một ngụm trà rồi nói, chết. Đời ta ghét nhất cái loại sĩ phu mạc hạng, vì vài cái kim tiền mà vứt bỏ thanh liêm đạo đức của con người. Ngày mai cô tới đây, nghe ta giảng về kinh văn, rèn giũa tài năng. Liễu Thi chợt nhớ tới lúc sáng có rất nhiều người đi cùng mình vào đây mà không thấy họ đâu cả. Nghĩ tới đây thôi, cô cũng biết được kết cục của họ. Thảo nào mà cô ngửi thấy được mùi máu, không biết đã có bao nhiêu người bị chém chết tại nơi này rồi. Quả thật đây là một bài khảo hạch vô cùng đắt giá. Cái giá đó chính là mạng sống của mình. À quên, không giới thiệu, ta họ Lê,
Cô đã từng gặp con trai của ta rồi đó. Liễu Thị cúi đầu đáp. Xin cảm tạ ngài cho cậu Lê ưu ái. Thôi, cô về phòng chuẩn bị đi, sẽ có người dẫn đường. Mai ta có việc cho cô đó. Liễu Thị được mời ra ngoài với tư thế là người đã vượt qua. Có một cổ kiệu cùng với hai người đang cầm khay chứa giấy phong bổ và một tấm ngọc bội chính thức dành cho cô. Nó đại diện cho thân phận Liễu Thi tại đây. Phòng dành cho Liễu Thi không nhỏ cũng không lớn. Vật dụng bài bố tuy đơn giản nhưng không kém phần tao nhã, rất vừa ý cô. Vào viện học sĩ không có người hầu kẻ hạ nhiều như ở phủ, mà chỉ có thêm một người hầu đi cùng phòng lúc ốm đau. Những việc như chuẩn bị nước tắm hay giặt giũ, cô đều phải tự mình làm lấy. Tới bữa cơm thì Thi Hoa sẽ tới phòng bếp mang về phòng riêng cho cô ăn. Thời gian này phiền em chịu khổ cùng tôi rồi. Thi Hoa lắc đầu. Không có gì đâu Tiểu Thư. Trước đây khi sống với bà Mai ở tỉnh Lạng, những việc khó khăn cực nhọc Liễu Thi vốn đã quen. Chút việc này với cô không đáng là bao. Cô nhìn Thi Hoa an ủi. Cứ hai ngày cuối tuần viện học sĩ sẽ cho học trò nghỉ. Tôi được về nhà, thuận tiện sẽ dẫn em đi gặp chị gái. Thi Hoa gật đầu, vừa trải mền vừa nói. Bữa nay đi lại cũng vất vả rồi. Tiểu Thư đi ngủ đi ạ. Em tắt đèn nha. Sáng hôm sau, Lê Đại học sĩ sai người đem đến cho Liễu Thi một phong thư. Trên phong thư có viết: lau sạch bia đá để tỏ lòng thành với các vị đi trước. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần vào đây tôi luyện một thời gian. Cô đi đến nhà bếp lấy cái thùng gỗ nhỏ, ra bờ sông gần đó xách nước, cho cầm thêm khăn sạch để lau từng tấm bia một. Bên dưới bia đá khắc tên những vị trạng nguyên bản nhãn thám hoa, là con rùa bằng cẩm thạch. Cả thân nó mát lạnh, cứ như có linh tính vậy. Liễu Thị biết nơi đây linh thiêng, cẩn thận lau sạch từng chút một. Chợt cô lau tới đầu rùa thì từ đó rỉ ra hai hàng máu. Nếu như để ý kỹ thì thật giống như hai hàng lệ trên mắt. Liễu Thị giật nảy mình, định nhúng khăn vào thùng nước để rửa sạch, thì thấy trong thùng từ khi nào đã chuyển sang màu đỏ từ bao giờ. Chuyện gì như thế này? Mình không thể lấy nhầm nước được chứ. Cụ rùa đổ máu, thiên hạ sắp có biến. Một giọng nói vang lên sau lưng Liễu Thi. Cô quay người lại thì thấy một ông lão đang chống gậy đi đến. Cô nhận ra ông ta. Ngài là thần sông ở hồ Kim Ngưu có phải không ạ? Thần sông vuốt chậm râu, gật gù đáp. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Cô đã vượt qua được khảo hạch của lão Lê kia rồi. Ngài Lê giơ cao đánh khẽ thôi ạ. Mà ngài nói thiên hạ sắp có biến là sao ạ? Thần sông cười thần bí. Chuyện này liên quan tới mệnh trời, ta không tiết lộ thêm được. Nhưng có một chuyện ta cần cô giúp, tình chắc cũng có lợi cho cô đó. Liễu Thị biết là chuyện hệ trọng, liền hỏi lại. Mong ngài nói rõ hơn được hay không ạ? Cũng để lão già kia thử tấm lòng của cô trước, xong mới giao chuyện hệ trọng cho cô. Việc này có ảnh hưởng lớn tới giới huyền pháp nước ta, cô hãy lắng tai nghe cho rõ. Liễu Thị nghiêm túc gật đầu. Thần sông nói tiếp. Cô đã từng nghe về việc Không Lộ đại sư đúc chuông bằng đồng đen lấy từ phương Bắc chưa? Để ta kể cho cô nghe. Vốn gần 200 năm trước, có vị đại sư họ Phương, pháp danh là Không Lộ, rất giỏi nghề y, đã sang sứ nhà Tống chữa bệnh cho hoàng tộc bên đó. Sau khi người nhà vua Tống khỏi bệnh, để tỏ lòng tri ân, vua Tống đặt ân cho sứ thần An Nam thích sản vật gì của Bắc Quốc thì nhà vua sẽ tặng. Đại sư Không Lộ tâu xin một ít đồng đen về đúc chuông làm kỷ niệm. Sau khi về nước,
đúc thành một quả chuông đồng đen lớn. Khi thỉnh, tiếng chuông ngân vang sang tận Bắc Quốc. Trâu vàng của vua Tống ngỡ là tiếng mẹ gọi, phi thẳng sang nước Nam. Nhà vua e ngại có chuyện không hay, sai ném quả chuông lớn xuống dưới đáy hồ. Con trâu vàng theo mẹ cũng nhảy xuống hồ từ đó. Tuy nhiên trong quá trình đúc chuông lớn kia còn thừa một chút đồng đen. Đại sư Không Lộ đã đúc thành một cái chuông nhỏ ước chừng ba đúc ngón tay. Mà cái chuông này cùng với sự viên tịch của ngài đã biến mất không dấu vết. Nhắc tới đồng đen, Liễu Thi từng được đọc qua trong sách cổ. Đồng đen là thứ kim loại quý hơn cả vàng, vốn là những vật thể từ trên trời rơi xuống, màu xám xanh, có linh tính, tự tính rất mạnh. Người tu hành nếu mang đồng đen bên người thì sẽ tăng tiến rất nhanh. Còn ma quỷ có đồng đen thì như hổ mọc thêm cánh, uy lực tăng vô cùng. Còn trong phong thủy, đồng đen có thể giúp gia chủ trấn long mạch nhà cửa, trấn giữ tiền tài, vượng khí, tài lộc, giúp chuyển khí xấu trong nhà thành khí tốt. Vì vậy có thể nói đồng đen là vật chí bảo, vạn cát vạn năng, ai cũng thèm muốn. Liễu Thi vốn tưởng thứ thần kỳ như đồng đen không có mặt trên thế gian này, hoặc là đã tuyệt tích từ lâu rồi chứ. Thật không ngờ hôm nay cô lại được nghe đến. Ta trước đây vốn là con cá vàng trong hồ Kim Ngưu. Cơ duyên xảo ngộ gặp được đại sư Không Lộ, được ngài ấy chỉ điểm Phật pháp nên đắc đạo, rồi được giao cai quản vùng sông hồ Kim Ngưu này. Liễu Thị lắng tai nghe chăm chú, thầm suy nghĩ, nếu như cô có thể tìm thấy chuông đồng đen thì biết đâu có thể chiêu được hồn cậu cả. Cô đã biết về uy lực của đồng đen rồi đó. Thế nên nếu để đồng đen rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả khôn lường, thậm chí có thể ảnh hưởng tới sự tồn vong của một triều đại. Ta cần cô giúp sức để tìm ra đồng đen trước đám người đó càng sớm càng tốt. Hiện tại các thế lực đều đang trục trịch rồi. Nhưng tôi tài hẹn sức mọn, mà đồng đen sớm đã tuyệt tích từ 200 năm trước, sao có thể tìm thấy được đây? Khác chi mò kim đáy bể rồi. Nếu cô đồng ý, ta tự sẽ cho cô một manh mối. Xong việc, cô có thể đưa ra một yêu cầu, miễn trong khả năng của ta không trái lại với thiên đạo thì ta sẽ giúp cô. Giả dụ như vết thương do trùng cổ để lại trên mặt cô, đồng đen có thể tiêu trừ được, trả lại dung mạo vốn có cho cô. Liễu Thị bất giác đưa tay lên sờ má trái bị bỏng của mình. Phụ nữ nào có ai không thích mình xinh đẹp chứ. Nhưng cô nhớ ra một việc quan trọng hơn, liệu đồng đen thần kỳ như thế có cứu được cậu không đây. Cô ngẫm nghĩ một lát, sau cùng vẫn quyết định nói thật với thằng Song. Đồng đen có thể chữa lành hay cơm nhặt hồn phách hay không ạ? Đương nhiên là có thể, nhưng không phải ai dùng đồng đen để chiêu hồn cũng được. Cần phải có pháp lực cao để áp chế lại uy lực của đồng đen. Hơn nữa khi dùng đồng đen để chiêu hồn sẽ ảnh hưởng tới công đức của người dùng. Vì vậy cần phải tích một lượng công đức nhất định đó. Chẳng giấu chị ngài, chồng tôi bị đánh trọng thương, ba hồn bảy phách bị thất lạc khắp nơi. Chẳng hay nếu tìm thấy, ngài có thể cho tôi mượn chuông đồng đen để chiêu lại hồn của chàng ấy hay không? Có thể, nhưng cô cần phải tu hành thêm mới được. Giá lại chồng cô không phải là người, người quỷ hài giới khác biệt, vẫn là nên chiêu hồn rồi để hắn ta siêu thoát thì hơn. Còn cô, ta thấy hữu duyên với cửa Phật, nếu chăm chỉ tu hành ắt sẽ có được chính quả đó. Liễu Thị nghe tới như vậy thì trong lòng nặng trĩu, nhưng vẫn cười trả lời. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, chuyện đó tôi chưa tính tới. Hiện giờ chỉ muốn chiêu đủ hồn phách của chồng tôi
để chàng ấy có thể tái sinh trong lục đạo luân hồi mà thôi. Về tung tích của đồng đen, à, ta cảm nhận được đồng đen chỉ quanh quẩn trong khu vực kinh thành mà thôi. Ta sẽ cho cô biết những nơi cuối cùng mà Không Lộ đại sư từng đi qua trước khi viên tịch. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, chờ thêm một ít thời gian nữa. À đúng rồi. Vừa nói, thằng Song vừa đưa cho Liễu Thi một cái hộp gỗ nhỏ. Cô nâng hai tay nhận lấy, mở nắp hộp ra thì thấy ở giữa hộp có một cái kim nhỏ, xung quanh còn khắc tên ngũ hành, can chi, bát quái, phương vị, khí tiết. Cô định hỏi thì thần Song đã trả lời: vật này là la bàn, khi đến gần đồng đen thì kim của nó sẽ nhiễu loạn. Bởi đồng đen có tự tính rất mạnh, cô có thể dựa vào nó để tìm ra tung tích. Cô cầm lấy trước đi. Liễu Thi gật đầu, trỏ tay vào đầu rùa đang chảy máu mà hỏi: vậy thứ này phải giải quyết sao đây ạ? Cô lấy ít dầu xoa lên nó, rồi rửa lại với nước sạch là được. Chờ mấy hôm nữa ta sẽ tới tìm cô. Trong thời gian này, cô hãy ráng mà luyện pháp cho tốt. Chờ thần Song rời đi, Liễu Thi lau nốt chỗ bia đá và mai rùa còn lại, rồi mới về phòng mình. Cô thắp ít lửa vô bát dầu, ánh đèn dần le lối khắp căn phòng nhỏ. Liễu Thi chống tay lên bàn, suy nghĩ thật kỹ những lời thần Song nói hôm nay. Cô biết tìm đồng đen rất khó khăn, nhưng dù chỉ có một tia hy vọng mong manh, cô cũng muốn thử vì cậu. Đèn bảo đăng kia không chắc có mượn được Nguyễn Tộc hay không, mà nếu có mượn được, ngộ nhỡ họ biết cậu là quỷ, muốn hại cậu hay luyện cậu thành âm binh thì sao? Những chuyện liên quan tới cậu, Liễu Thi không thể chủ quan được. Cô đưa tay xoa lên vết ấn tỏa hồn mà cậu tự tay vẽ cho mình, miệng lẩm bẩm: cậu ơi, khi nào em mới gặp lại được cậu đây? Sáng hôm sau, Liễu Thi vẫn chăm chỉ dậy sớm thiền định. Cô không dám nghỉ ngơi lấy một ngày, chăm chỉ hết mức có thể. Từ khi Thái Tổ lập nước, đã sùng bái đạo Phật. Vì vậy ngoài nho học, những học sĩ trong viện cũng giảng nhiều về triết lý nhà Phật. Liễu Thi đặc biệt chuyên tâm lắng nghe. Với cô bất cứ một tôn giáo nào cũng vậy, miễn hướng con người ta tới điều tốt, cô đều học hỏi lắng nghe hết. Viện học sĩ vốn trọng người tài, không kể xuất thân. Vì vậy ở đây mọi người đều tôn trọng Liễu Thi. Ở liền viện học sĩ mấy tuần, cô thấy như trải qua nửa đời người. Những bài giảng mà Lê học sĩ truyền tải như khai sáng lấy tâm trí của cô. Cuối tuần này cô cần phải về nhà một chuyến, bởi hôm đó là sinh nhật của Liễu Nhan, không về không được. Liễu Thi về phủ thượng thư từ tối thứ sáu, đã thấy khắp phủ lồng đèn được treo kín lối, hoa cây được trang hoàng lộng lẫy, khiến cho quan khách thấy được địa vị của đại tiểu thư ở phủ cao quý đến nhường nào. Em Thi đi học về đó hả? Được vào viện học sĩ rồi, tưởng quên luôn ngày sinh của chị rồi chứ. Liễu Nhan hôm nay diện một bộ váy màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn long lanh, cánh môi mỏng được tô điểm thêm chút chu sa, lại càng lay động lòng người. Cô đứng giữa đám người hầu, nhếch môi lên hỏi Liễu Thi. Liễu Thi cười đáp: ngày sinh của chị em sao quên được, đây là chút tấm lòng của em, mong chị nhận cho. Cô đưa cho Liễu Nhan một hộp gấm nhỏ. Liễu Nhan gật đầu, sai người hầu nhận lấy. Cảm ơn em. Liễu Thi tặng cho Liễu Nhan một chiếc vòng ngọc. Vòng tay ngọc này cô đã chuẩn bị từ lâu, từ chỗ của chủ tiệm Lưu mua được, có thể giúp cho phụ nữ điều hòa âm dương trong cơ thể, hơn nữa làm cho da dẻ mịn màng. Dù sao trước đây Liễu Nhan cũng đối xử tốt với cô, vật này coi như cảm ơn đi. Lý Nguyên Vũ đứng bên cạnh Liễu Nhan, trông thấy vậy thì nói: tháng sau là sinh thần của tôi, cũng phải có quà đó nghe. Đương nhiên em phải có quà tặng cho anh rể chứ, mà em không làm phiền anh chị tiếp khách nữa. Liễu Nhan nghe vậy thì cười hài lòng, xua tay ý bảo Liễu Thi cứ tự nhiên. Cô vừa ngồi xuống bàn tiệc thì Nguyễn Liêu đi tới. Cô có phần bất ngờ vì không nghĩ rằng Nguyễn Liêu cũng sẽ có mặt tại đây.
Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của phần 2 truyện ma Liễu Thi, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.